Ngày 1 tháng 3, Ủy ban dân huyện Đất Sông đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm nhằm thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2023 và kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy quân sự đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị, tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 với chủ đề ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt, điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Ca Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện cần tập trung quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc huấn luyện, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng, đẩy mạnh thi đua huấn luyện, thường xuyên kiểm tra nghiên cứu cập nhật phương pháp huấn luyện đa dạng phong phú, làm tốt công tác dự báo đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện xử lý tốt các tình huống về quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.